Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video chia sẻ các kiến thức về phát triển kinh doanh phòng tập yoga. Trong chủ đề ngày hôm nay thì Kim Ba cũng như là rất nhiều bạn gần đây cũng hỏi là cách làm sao để phát triển được phòng tập của mình, làm thế nào có thể là có nhiều học viên hơn, làm thế nào để chăm sóc học viên của mình tốt hơn. Thì tất nhiên mình cũng hiểu rằng là khi chúng ta, cái xã hội chúng ta càng ngày đi lên và các bạn quan sát là càng ngày càng có nhiều các khóa đào tạo huấn luyện viên hơn, đúng không ạ? Và hầu hết các trung tâm đào tạo thì chỉ thiên hướng hướng dẫn các bạn là làm thế nào để chăm sóc được học viên của mình tốt nhất, làm sao thế nào để xây được giáo án. Còn việc mở một cái phòng tập như nào thì chắc chắn các bạn phải học thêm về cái sự gọi là kinh doanh. Tại vì chúng ta mở phòng tập thì chúng ta phải có chiến lược và phát triển. Tất nhiên thì cái chiến lược phát triển đấy nó lại không liên quan quá nhiều đến cái việc là bạn dạy cái gì. Tại vì chúng ta phải phân rõ ra hai hạng mục. Hạng mục là kinh doanh phòng tập và hạng mục là giảng dạy, hoạt động giảng dạy và hoạt động kinh doanh. Thế thì trong ngày hôm nay thì Kim Ba nhấn mạnh là ba cái yếu tố. Nếu mà bạn muốn mở một phòng tập, nếu bạn đi dạy thì bạn chỉ cần tìm một đơn vị có sẵn phòng tập và bạn có thể xin việc làm việc với họ. Nhưng nếu mà bạn phát triển một phòng tập thì chắc chắn bạn phải biết đến ba yếu tố này. Còn nếu không thì tốt nhất chúng ta lên đi dạy, nó sẽ nhàn hơn, nó đỡ căng thẳng hơn. Tại vì mình hàng ngày công việc của mình ấy, đó là rất nhiều bạn cũng inbox hỏi là trời ơi, sao em dạy rất là tốt như vậy mà sao phòng em chẳng phát triển gì cả. Và khi mình hỏi các bạn là tại sao bạn lại mở phòng tập, chiến lược của bạn là gì, mục tiêu của bạn là gì thì tất cả rất là mơ hồ. Thì đây là ba yếu tố mà mình hy vọng là bạn nên ghi nó lại và tự hỏi vấn chính bản thân mình trước khi chúng ta bước vào cái lĩnh vực gọi là kinh doanh hạng mục thể thao. Thì yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần phải biết rằng để mở phòng tập ấy, đó là yếu tố, đó là mục tiêu ấy. Trong cái mục tiêu của bạn thì mục tiêu đầu tiên nó phải là mục tiêu đầu tiên nó chính là mục tiêu về kinh tế, như là số tiền bạn muốn. Bạn mở phòng tập ra thì bạn mong muốn là thu về bao nhiêu, tại sao là phải là tiền? Tại vì nếu bạn không có tiền thì làm sao bạn có thể mở được phòng tập được, đúng không? Bạn cần tiền để thuê nhà, bạn cần tiền để trả tiền điện, để trang thiết bị vật chất. Và tất nhiên nếu mà bạn có ngân sách tốt hơn thì bạn sẽ phát triển phòng tập tốt hơn. Thời gian đầu thì bạn có thể là cho bỏ tiền túi của mình ra để mở, nhưng mà về lâu về dài thì chắc chắn bạn cần phải có nguồn thu. Vậy thì cái mục tiêu đầu tiên của chúng ta khi mở phòng là chúng ta phải xác định là chúng ta sẽ có được bao nhiêu cái lợi nhuận, mở khu vực đấy có lợi nhuận hay không, xác suất sẽ có bao nhiêu học viên, khả năng thu hút học viên của bạn như thế nào. Thì công việc hàng ngày của một người quản lý phòng tập đó là đo lường xem là cái lợi nhuận là bao nhiêu, thu chi là bao nhiêu, nó có đủ duy trì vận hành hay không. Hay như vừa rồi các bạn để ý, xong dịch Covid mọi người đóng cửa hết, đúng không? Là chúng ta bị cạn kiệt về nguồn tài nguyên và không thể kinh doanh được. Rất nhiều phòng tập rất là lớn và cũng phải đóng cửa. Chính vì vậy thì nếu mà bạn chỉ tập trung vào chuyên môn mà bạn không hiểu và sâu về tài chính thì chắc chắn làm việc sẽ rất là vất vả, rất là vất vả. Thậm chí có nhiều trường hợp học viên thì rất là đông nhưng thu thì chả được bao nhiêu cả. Tại vì có học viên thì mối quan hệ nọ, mối quan hệ kia thì miễn phí. Xong rồi học viên thì bạn thu phí quá là thấp, nên nhìn học viên thì rất đông nhưng mà cái nguồn thu lại là rất thấp. Chính vì vậy thì yếu tố đầu tiên mà khi chúng ta mở kinh doanh phòng tập đó là con số chính xác về kinh tế bạn mong muốn là bao nhiêu. Con số thứ hai nữa khi bạn mở phát triển phòng tập đó là cái việc mà chúng ta làm một công việc gì đó thì chắc chắn nó phải mang lại cho chúng ta cái sự hạnh phúc, cái niềm vui. Nếu bạn làm công việc mà bạn bị đau khổ, bạn mệt mỏi thì chắc chắn nó rất là khó chịu. Hàng ngày bạn đến phòng tập mà bạn không có cái cảm xúc vui vẻ chẳng hạn, bạn nhìn các học viên, nhìn khách hàng của mình với cái tâm trạng rất là căng thẳng, mệt mỏi chẳng hạn, áp lực trong công việc nó tạo sự căng thẳng của bạn, thì tốt nhất cũng nên cân nhắc lại cho việc là có nên đầu tư vào kinh doanh phòng tập không. Thì cái yếu tố thứ hai chính là cái công việc ấy, cái công việc bạn đang hướng tới ấy, nó phải mang lại cho bạn cái niềm vui. Nó phải mang lại cho bạn niềm vui. Tại vì nếu chúng ta không có niềm vui trong công việc thì chúng ta thực sự rất là đau khổ. Có thể phòng tập mang lại cho bạn rất nhiều tiền, nhiều hơn công việc khác, nhưng nó lại không mang lại cho bạn hạnh phúc. Thì khi chúng ta kinh doanh hoặc là mở phòng tập hoặc là làm cái hạng mục đấy trong công việc đấy thì sẽ làm cho chúng ta cảm thấy stress, rất là căng thẳng. Rất nhiều người mình gặp điều đấy. Khi các bạn học ngồi cà phê với các đồng nghiệp, tôi hỏi là cái tình hình đợt này như thế nào, thế họ than vãn là học viên tớ chán lắm, xong rồi khách hàng ở đây thế nọ thế kia, khách hàng đây là họ hoàn cảnh họ không kinh tế, tớ thu rất là thấp, hoặc là tớ chăm sóc học viên trên lớp học viên không ủng hộ thế nọ thế kia, nó dùng đủ các thứ mà than vãn. Thế thì mình nghĩ rằng là nếu mà công việc mà nó không mang lại cho mình niềm vui thì mình chuyển việc khác đi cho xong, tại vì chẳng ai bắt ép mình phải làm công việc đấy cả, đúng không? Bạn hoàn có thể tự lựa chọn những công việc mình làm, bạn hoàn toàn để tự lựa chọn món ăn mình hoàn toàn có quyền lựa chọn những điều mà mình mong muốn. Thế thì chẳng ai bắt ép mình phải làm công việc đấy cả. Nếu mà mình làm công việc đấy mà không lại cho mình hạnh phúc thì mình chuyển việc khác, tại thời gian không bao giờ chờ đợi chúng ta cả. Chúng ta hãy đi tìm những cái điều gì đó mang lại hạnh phúc của chúng ta. Chính vậy, khi kinh doanh và phát triển đồng tập nó phải mang lại cái ý nghĩa cho bạn, đó chính là cái niềm vui, cái cảm xúc. Chúng ta vui thì chúng ta mới làm. Và tất nhiên, có thêm cả yếu tố số 1 đó là mang lại cho chúng ta cả kinh tế và niềm vui thì thật là tuyệt vời, đúng không ạ? Và yếu tố thứ ba vô cùng quan trọng khi các bạn phát triển kinh doanh hay làm một công việc gì đó chính là bạn phải tìm được cái ý nghĩa trong công việc. Cái yếu tố này là quan trọng nhất. Ý nghĩa nó mang lại cho bạn cái đích đến cũng như là sự hào hứng cũng như là cái năng lượng rất là nhiệt huyết trong công việc.
cái ý nghĩa ở đây là gì? Khi bạn mở phòng tập của bạn ra, bạn kinh doanh phòng tập đấy, bạn muốn có cái ý nghĩa. Thì cái ý nghĩa của mỗi người khác nhau. Có thể là lan tỏa cộng đồng, phát triển nhiều người biết đến hơn, giúp cho nhiều người thay đổi sức khỏe hơn, hoặc là bản thân bạn cũng trở thành một con người có giá trị hơn cho cộng đồng, cho thành phố của mình, cho đất nước của mình chẳng hạn. Thì bạn tìm thấy càng nhiều cái ý nghĩa trong công việc thì nó giúp cho bạn càng trở nên hạnh phúc hơn, cũng như là duy trì cái hoạt động kinh doanh một cách mạnh mẽ hơn. Chỉ cần có cái ý nghĩa thôi thì hai cái yếu tố còn lại chắc chắn nó sẽ thay đổi một cách ngoạn mục. Thì mỗi ý nghĩa mỗi người khác nhau, hãy cố gắng viết ra thật nhiều. Hoặc là bạn có thể hỏi những câu hỏi cho chính bản thân mình là tại sao tôi lại muốn làm công việc này? Công việc này giúp ích gì cho tôi? Tại sao tôi lại muốn làm công việc này? Nhưng ai sẽ được hưởng lợi khi tôi làm công việc này? Và khi tôi làm công việc này thì tôi có thể thay đổi gì đến với cuộc sống của tôi? Thế thì nhiều bạn cũng hỏi là tại sao Kim Ba có thể là năng lượng như vậy trong suốt 15 giảng dạy, đào tạo cũng như là kinh doanh về yoga. Mình luôn luôn mỗi năm lại có một sự đổi mới. Tại vì công việc này thực sự rất là thú vị. Nó thú vị là thông qua việc mình giảng dạy yoga, mình tiếp xúc được rất nhiều với học viên, mà trong số họ là có rất nhiều cái tài năng, có rất nhiều cái chuyên môn. Và hàng ngày ấy, quá trình mình đi dạy thì mình dạy cho họ về yoga, về tập luyện, về nâng cao sức khỏe, dạy cho họ về cách quản trị cảm xúc, rất nhiều niềm vui. Nhưng họ cũng là những người thầy dạy cho mình rất nhiều các kiến thức trong cuộc sống. Hàng ngày ngồi trò chuyện với học viên thì mỗi học viên lại cho mình những bài học sống trong cuộc sống của mình. Thông qua vậy mình phát triển cá nhân thì mình tốt hơn, mình gặp được nhiều người thầy hơn. Có học viên thì dạy cho mình về về quản trị gia đình, có học viên thì dạy cho mình về cái kiểu trải nghiệm trong cuộc sống, hướng dẫn cho mình cách du lịch như nào cho tiết kiệm, có học viên lại chỉ cho mình cách là quản lý tài chính như nào. Chứ hồi trước tớ chả biết gì đâu, tớ đi dạy xong tớ chỉ biết là thu bao nhiêu cầm trong túi thôi, tớ chả biết là phải cân đo tài chính như nào, doanh số, doanh thu, lợi nhuận ra sao, làm thế nào để upsell, downsell. Toàn bộ kiến thức này gần như là do học viên của mình chia sẻ lại. Thế thì cái niềm vui của mình nên mình cứ duy trì. Và mỗi năm ấy, công việc mình ấy, nó cứ thay đổi và có nhiều cái sự thay đổi. Hồi trước chỉ là đi dạy, sau đó về sau thì là thi đấu, sau đó là làm trọng tài, sau đó là tổ chức các cái giải thi đấu, và đội nhóm càng ngày cứ nở ra. Và rất nhiều người bạn được trong quá trình giảng dạy, có rất nhiều người bạn đến với mình có nhiều bạn hơn so với tất cả công việc khác, thậm chí có hàng nghìn người bạn mà mình không thể đếm được. Ở đâu thành phố nào đấy, đến một thành phố nào đó giao lưu đều có những người bạn, rất nhiều người quý mến. Chính vậy nó làm cho mình có ý nghĩa hơn là mình cần phải lan tỏa, phát triển cái yoga. Nó không chỉ dừng lại ở trong địa phương, làng xóm, trong thành phố của mình, mà cho rất nhiều thành phố khác nữa. Thì với ba cái yếu tố mà bạn trước khi phát triển hy vọng, với ba yếu tố bạn nhắc lại nhé. Yếu tố thứ nhất đó là cái công việc ấy nó phải mang lại cho bạn về kinh tế, chính là tiền bạc. Thứ hai, hoặc nó phải mang lại cho bạn niềm vui. Và yếu tố thứ ba là công việc nó phải có ý nghĩa cho bạn, ý nghĩa cho những người xung quanh và ý nghĩa cho thành phố của bạn. Thì với ba yếu tố như vậy, bạn hỏi nếu có ba yếu tố đấy thì càng tốt. Sau đó thì bạn hãy bắt đầu hạng mục kinh doanh của mình. Đừng bắt đầu vì là tôi đam mê thế nọ thế kia, hãy viết nó chính xác ra cái mục tiêu mà bạn mong muốn. Tại vì cái gì càng mơ hồ thì nó càng dễ bị tụt cảm xúc. Do vậy hãy chi tiết trước khi bắt đầu. Hy vọng với chia sẻ ngắn này sẽ giúp ích cho bạn trong cái việc là phát triển cái câu lạc bộ của mình, để tạo ra một cái sản phẩm cũng như là một cái sự nghiệp riêng của mình thành công rực rỡ hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ về kinh doanh, phát triển phòng tập. Xin chào.